còn một người nữa đang ra. Em biết là người quen. Chắc là người ra đây. Em làm thế nào mới được tên là Kiều Phương Tiến? Em vợ Tuấn Điệp ạ. Em chỉ đủ. Vào đây lâu chưa? Dạ. Em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây lâu rồi. Em lấy vợ trong này rồi à? Chưa. Chưa hả? Ờ, nhưng mà vào làm ăn ở trong này gì? Vâng, em để trong này một chỗ. Gia đình vào từ năm 8 mấy. À, gia đình ở trong này. Gia đình ở trong này. Thế là cậu Điệp vào đây làm ăn thì mới là quen xong mới lấy, đúng không? Vâng. Chứ không phải lấy ngoài kia đưa vào. Vâng, vâng, quen trong này. Có cái cổng này là đến đây là không bao giờ quên. Đi qua sẽ có từ đây vào trong kia là có cái chợ đồ ăn chín đúng không? Đồ ăn chín phải cơ. Đó. Thì để các chị mua về xem có cái gì mua về anh em ngồi. Ông anh đẹp anh làm cơm rồi. Anh bảo có gì thì đi qua chợ đấy để xem có gì nhỉ? Làm cơm hết rồi. À. Anh đang làm cơm nhà. Thế làm không làm kiện bia? Ừ. Thế vào đấy, vào ngó đi. Nhanh tay. Đừng có nói nhiều. Nhanh tay. Ơ. Ờ. Có đi không à? Ờ. Dạ. Hả? Tưởng ai như này? Hả? Đấy. Mày vẫn nhận ra, có nhận ra anh không? Ta gặp nhau bao giờ đâu? Trước nhậu bên nhà ông Đình ấy. Ờ. Bữa trước hôm tháng 8 năm ngoái em ra gặp hai chồng bác về này. À, cái lần mà cưới cậu Vương, cái lần cưới cậu Vương có ra không? Không, không, không. Tháng 8 năm ngoái ra gì? Tháng 8 năm ngoái có gặp bác ở nhà không? Gặp hai vợ chồng bác ở nhà ông Đình ấy mà ăn hôm đó có Hùng nó về mà hai gọi em ra anh em ăn lòng lặn. Thế, thế mà tao chả nhớ đâu. Dạ. Thế mà tao chả nhớ mà gặp mày đây tạm đích nhìn đích nhận lại. Cái bữa hôm đấy hai anh chị về đâu. Ờ. Hôm nay chủ nhật là nghỉ chứ hả? Vâng, em mới về hôm qua. À, đi đâu về? Em trên thành phố xuống. À. Vợ con ở dưới này. Ừ. Vợ con giờ đang ở đây. Ừ. Sao bữa này thì đen hơn đấy. Đen như gì đó. À. Tao đi suốt đấy mà. Vậy cứ đi miền Nam thì nắng. Nắng thì đen hơn nhiều. Ừ. Bác đâu rồi? Bác anh bây giờ nghỉ hưu rồi. Vậy là hết làm bên Không, anh nghỉ hưu nhưng mà anh cứ đi giảng hết năm nay. Đợt này đi vào giảng ở Tây Ninh với lại Bà Rịa Vũng Tàu. Thì toàn được nghỉ đi theo chơi. Ừ. Vậy cũng được. Ừ. Chơi. Lần trước mấy lần đi giảng ở trong miền Tây là toàn đi suốt các tỉnh miền Tây đây, đi gần hết rồi đấy. Đây đi lên đây thì cũng thế. Không, chưa lần đầu tiên đi lên đây đấy. Lần đầu tiên đi không lên nghĩ đây. Nghĩ là anh đi miền Tây mà anh về thành phố mới ra ngoài Hà Nội lại đúng không? Ừ. Thì từ dưới thành phố lên đây có 100 cây. Ừ. 120 cây. 125 cây. Vâng, 125 cây. Nếu mà trong thành phố thì gọi mà lên đây á. Ừ. Điểm chỗ em lên đây thì chỉ có 100 cây thôi. Ừ. À, đây đi công viên Suối Mơ đây hả? Công viên Suối Mơ. Thế còn đi đi cái gọi là vườn quốc gia Cát Tiên thì đi lối nào? Bây giờ bác đi ló là giờ đi lên trên kia lên Ngã ba Paraguay á. Ừ. Thì Ngã ba Paraguay đó anh đi vào để tẻ đó. Ừ. Không đi nào có tiền. Ừ. Bác Cát Tiên hả? Nam Cát Tiên mà nó ở ngay chỗ 125 mà có cái đường về Đài Nai cơ. Đó là Nam Cát Tiên. Đấy là Nam. Bắt Cát Tiên à? Anh Nam có phải Điệp đâu. Hả? Vẫn cũng có phải Điệp đâu. Đâu có. Có phải không? Không. Đi bắt Cát Tiên không? À, ăn cơm ở nhà ông Đình rồi. Đấy đâu. Bác cần nhận ra đấy. Cái bữa hôm mà ăn lòng lợn. Ăn lòng lợn ở nhà rồi. Ờ. Ba đây giỏi nhỉ. Đang ở trên học đường này có cái mua cái gì ăn không? Thì bảo là mua thức ăn rồi nên là...